Chiều hôm qua, ngày 19 tháng 6, đoàn cán bộ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đến thăm và chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh nhân kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Phát biểu tại đây, ông Dương Hoàng Sâm, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ viên chức người lao động của Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam và cảm ơn Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, có nhiều tin, bài quảng bá, được những giá trị di sản văn hóa Các sự kiện lễ hội và những địa điểm du lịch của tỉnh Trà Vinh đến gần hơn với công chúng trong và ngoài tỉnh, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Ông Dương Hoàng Sâm cũng mong muốn trong thời gian tới, Đài Phát Thanh và truyền hình Trà Vinh sẽ tiếp tục có thêm nhiều chương trình, chuyên mục, tin, bài phong phú, đa dạng tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh. Thay mặt tập thể cán bộ viên chức người lao động của Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, ông Tần Chí Quấn, giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh cho biết, trước sự quan tâm và tình cảm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là nguồn động lực to lớn để tập thể đài thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần chung sức xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng phát triển giàu mạnh.